Đây là video mô phỏng cái chương trình SIP của Live 17. Ở đây là cái noodle thuật toán. Chương trình đang được viết theo cái noodle thuật toán đó. Có các chương trình con đuổi đầu soda acid đuổi cuối. Đấy. Thì hiện tại thì chúng ta sẽ tiến hành mô phỏng quá trình của hệ thống chạy cách tự động nhé. Đây thì có chế độ chạy tự động và chế độ chạy bằng tay. Thì chế độ tay có các cái chức năng như rót này, xả cấp soda cấp axit, trộn tuần hoàn và steam. Ngoài ra chúng ta thể sẽ phát hiện thêm các tính năng khác. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ test cái tính năng của hệ thống là chạy tự động auto nhé. Chúng ta cho run. Đấy, đèn run chạy nghĩa là hệ thống chạy thì nó sẽ check các điều kiện về nước, steam và khí. Mình giả lập là có các điều kiện đều thỏa mãn. Thì bây giờ hệ thống sẽ tiến hành xả toàn bộ cái lượng nước ở trong đường ống. Đây là hai cái này về tanh báo mức tanh. Về số 1 là nghĩa là empty, không có gì hết. Thì bắt đầu tiến hành cấp nước vào. Khi cấp nước vào thì level tanh 1 nó sẽ đạt và nó sẽ dâng lên level tanh 2 nghĩa đầy thì nó sẽ ngắt nước và tuần hoàn. Tuần hoàn cái nước này trước. Cái này là theo cái lưu đồ thuật toán bên ngoài. Sau một cái thời gian hiện tại là mình đang để cái thời gian rất là nhỏ để dễ mô phỏng, không phải ngồi chờ đợi lâu. Đúng không? Thì bây giờ nó tuần hoàn xong thì nó sẽ thế này xả. Xả thì level tanh sẽ bị giảm. Level tanh full nó về mức 1. Đấy. Thì khi mà nó hết thì nó tiến hành đóng cái van xả lại và tiến hành cấp nước vào. Lần này thì nó sẽ tuần hoàn ở nhiệt độ 80 độ C. Đấy, level tanh đây này. Thì nó bắt đầu mở steam, sụp steam vào. Khi sụp steam vào thì nhiệt độ sẽ tăng dần. Đấy, nhiệt độ tăng dần, tăng đến 80 độ C theo yêu cầu của bài toán. Đấy, khi đạt 80 độ C hoặc lớn hơn 80 độ C thì nó sẽ ngắt van steam và tiến hành tuần hoàn cái nước nóng này. Đấy, và sau thời gian mình cài đặt thì sau này mình sẽ thay đổi thời gian này được. Mình sẽ làm cái bảng đó vận hành nhập cái thời gian này vào. Thích tuần hoàn bao nhiêu hoặc là theo yêu cầu của PC. Đấy, sau khi tuần hoàn xong nó sẽ xả. Và lúc xả thì level tanh nó sẽ giảm xuống. Khi xả hết thì nó sẽ tiến hành cấp nước vào. Cấp nước vào thì nhiệt độ sẽ giảm xuống. Đấy. Và khi level tanh đây thì nó lại yêu cầu là cái nước nóng này phải đạt 8 độ C thì sụp steam thì nhiệt độ sẽ lên. Đấy, nhiệt độ nó sẽ lên 8 độ C. Đấy, thì nó tiến hành cấp soda. Cấp soda thì độ dẫn điện sẽ tăng lên. Hiện tại ta đang đặt là 75 micro siemens đến cm. Thì nó sẽ đấy, khi đạt thì nó sẽ ngắt bơm soda và tiến hành tuần hoàn. Cũng theo một cái thời gian mình nhập trước. Đấy, thì sau khi tuần hoàn xong nó tiến hành xả. Khi xả thì level tanh sẽ giảm. Rồi, khi hết thì nó sẽ cấp nước vào. Khi cấp nước vào thì nhiệt độ nó sẽ giảm đi. Và độ dẫn điện nó cũng giảm xuống. Và khi đầy tanh thì nó sẽ hay sụp steam vào. Bây giờ nó yêu cầu nhiệt độ 50 độ C. 50 độ C thì nó rửa cái nước soda rồi. Đấy, khi đạt điều kiện nhiệt độ thì nó sẽ tiến hành là đóng qua steam lại và tuần hoàn theo cái thời gian cũng cài đặt được trước. Sau khi đặt thời gian tuần hoàn thì nó sẽ xả, level tanh sẽ trở về mức empty và nó lại tiến hành cấp nước vào. Cấp nước vào thì nhiệt độ tiếp tục giảm, độ dẫn điện nó cũng giảm. Rồi sau đó level tanh đầy. Bây giờ nó sụp steam vào, nó yêu cầu nhiệt độ là 45 độ C. Đấy, nhiệt độ lớn hơn 45 độ C thì cấp axit vào. Khi cấp axit vào thì độ dẫn điện nó sẽ tăng lên. Ta đang đặt là 80, 85 gì đấy. Đấy. Thì khi đạt thì nó sẽ ngắt van steam lại và xin lỗi, ngắt van axit lại và tiến hành tuần hoàn. Đấy, trong khi tuần hoàn xong nó lại xả. Sau khi nó xả thì đấy, và tay nó lại về vào empty và lại cấp nước lại. Cấp nước lại thì nhiệt độ nó lại tiếp tục giảm. Độ dẫn điện nó cũng giảm không ạ? Rồi, và cái phun tanh thì nó sẽ tuần hoàn cái, ở cái axit này nó không khi mà nó rửa axit nó
yêu cầu là rửa bằng nước lạnh nhưng mà là nước nóng nên nó không kiểm soát nhiệt độ. Đấy, thì cấp nước vào và đầy tanh thì nó sẽ cho tuần hoàn và xả thôi. Đấy, và như vậy là kết thúc cái quá trình rửa bằng axit. Đấy, và nó sẽ cấp nước thêm một lần nữa, nó sẽ cấp nước thêm một lần nữa để gọi là rửa một lần tổng thể cuối cùng, cũng nước lạnh không nghe kiểm soát nhiệt độ lên tanh đầy này. Đấy, thì nó ngắt và nó tuần hoàn, đây là lần cuối cùng. Sau sau quá trình này thì nó sẽ kết thúc quá trình ship. Đấy, như vậy là nó đã tiến hành xả, khi xả level tank xuống và level tank cuối cùng này nó báo hết nước tank thì cũng là lúc là cái ship kết thúc. Đấy, như vậy là toàn bộ các trạng thái van và các động cơ đều dừng hẳn, kết thúc quá trình ship. Chương trình manual sẽ được xây dựng tiếp theo và theo cho vận hành dễ thao tác hơn, có cách là nhập các cái thời gian để điều khiển đây này và điều khiển manual theo từng cái tính năng một mình đang xây dựng. Đấy, và sẽ video sau sẽ hướng dẫn, sẽ mô phỏng cái chương trình manual.